bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, và khu vực mình đang đứng chính là một cái biên giới tự nhiên giữa Điện Biên và Lai Châu. Ngay cái bên kia thôi là vùng đất của Lai Châu rồi, và ở trên đỉnh núi có một cái ngôi làng rất là xinh đẹp, rất là rộng lớn của người đồng bào dân tộc Dạo. Để đi vào Nậm Lốt thì cũng có những cái con đường khác nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi lại đang có mặt ở bên Điện Biên rồi, và có một cách duy nhất để có thể tiếp cận cái bản Nậm Lốt đấy dễ dàng, đó chính là đi thuyền từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ngay bên cạnh bờ sông Đà có một cái cụm nhà nhỏ nhỏ. Bây giờ thì tôi phải tìm cách để nhờ người đưa sang phía bờ bên kia. Ô, không biết là phải đi lối nào đây. Nhà này không biết có ai ở nhà không cơ. Đây là một cái chuồng trâu này. Cạnh bờ sông lại nuôi những con trâu. Cứ đi thử vào nhá. Sợ người ta hô hoán mình đi trộm trâu thì chết dở. Bình tĩnh nha các bạn trâu nhá. Ở đây thì những ngôi nhà nó rất là nhỏ thôi. Thấy chả biết là nó có phải là nhà hay không nữa, hay là nó chỉ là cái lán trại của mọi người đi làm kinh tế. Những ngôi nhà sàn khá là nhỏ, chưa thấy dấu hiệu của con người. Tôi đang đoán rằng là nếu mà những cái ngôi nhà gần sông như này thì có thể là đây là những ngôi nhà của những người dân mà họ làm cái nghề chài lưới quanh cái con sông Đà này. Ôi, bướm này. Bướm bay rất là đẹp luôn. À, con chào ông. Ông làm gì đấy? Làm một cái ao. Sao lại nhà ở gần sông mà ông lại làm thêm một cái ao nữa à? Làm cái này thì có lúc sông cũng bán được thì phải... phải làm. À, bắt nhiều cá quá thì phải làm nơi để thả cá à? Thả cá đấy. Ồ. Đây cá đây, trên này vẫn có đây này. Ồ, trên này ông có một cái ao nhỏ nhỏ này nhờ. Ông làm nghề chạy lưới đúng không? Trước nó làm này, cái đất thì không được. Thế à, ông là ngư dân quanh cái khúc sông Đà này đúng không? Đây. Vâng. Ồ. Bây giờ hôm nay không đi đánh cá, lại ở nhà xây cái này à? Đây. Xây một cái bể mới cho đàn cá mà mình bắt về được. Ông có con cá nào quý không? Có một con đây này. Con cá gì đấy ạ? Trắng trắng đây. Trắng trắng cá gì không? Cá lăng. Cá lăng à? Ừ. Ồ, cá lăng trắng à? Đây. Bao tiền đấy ông? Đắt lắm rồi đấy. Đắt lắm là bao nhiêu ạ? À, mình thử lên xem nào. Ông ngư dân ở trông rất là lực lượng, khỏe mạnh nhỉ. Tôi đang để đấy. À, ông đang để ở đây à? Ồ, đây rồi mọi người. Con này ông bán bao nhiêu tiền đây? Định để đây xem thôi. À, để làm cảnh nhá. Ừ. Cá lăng là một cái loại cá mà rất là nổi tiếng ở sông Đà đúng không? Và đặc biệt là những con cá lăng mà nó có cái màu như này. Đây là cá lăng bạch tạng à? Đây. Cá lăng trắng đúng không? Đang trắng đấy. Đừng sợ. À, xem nào. Đấy. Con này thì ông cứ nói giá đi xem nào. À ông? Bao nhiêu tiền ạ? À? Cân 200 mà. À, con này một cân 200 nghìn ạ? À? Ồ, thế con này được mấy cân không? Chắc được hơn cân. Hơn cân à? À. Con này là ông đánh lưới tự nhiên đấy à? À, còn rất nhiều những con cá nhỏ khác nữa. Phía trên kia kìa. Đúng là tôi gặp đúng người rồi thì phải. Đây chắc là một ngư dân chính hiệu rồi. Thế ông xây xong chưa? Chưa. Đang tới... Định nhờ ông đưa con sang bên cái bến đò bên kia để lên bản Nậm Lốt đây. Vâng. Vâng. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ đi thì cái xi măng này nó có khô không? Không khô đâu. Không khô à? Không. Thế ông đi được luôn à? Cái này là... túi mấy cái này thì chưa khô đâu. À thế ạ? Ừ, phải đúng tiếng này mới khô được. À. Thế ông đưa con sang bên bờ bên kia với nhá. Tôi gặp đúng ngư dân chính hiệu rồi. Một người đàn ông làm nghề chài lưới. Thế quanh đây là nhà ở hay là lán lều thôi ông? Cái lán thôi. À, lán thôi. Ừ. Đấy, nhà ông ở chỗ khác nhà đúng không? Nhà này ở trên bản to thôi. À, nhà trên bản to à? Ừ. À. Thế là ông là người Dạo à? Người Dạo đấy. À, người Dạo đúng không? Ông thấy cháu có một cái nón người Dạo đẹp không? À, thế đây vợ ông à? Ừ. À. Bà đang đi lấy củ gì đấy?
À, củ sắn à? À, mang về cho lợn đúng không? Cho lợn, cho gà. Cho lợn, cho gà. À, thế bạn cho con mượn ông một tí nhá. Vâng, hai ông bà cụ người dạo đi làm kinh tế gần bờ sông. Ông phải mặc áo mà cho đỡ nắng ông ạ. Thôi kệ. Kệ á? Ừ. Ui, ông cởi trần này á? Ông siêu đấy. Bố lúc nào đi cũng thế đâu mà. Quanh năm cởi trần như này á? À? À. Làm việc này thì nắng thì cũng mặc được áo. Dạ vâng. Ở trong bể của ông còn có mấy chú cá rô phi nữa cơ. Đây là những con rô phi sông đấy nhở. Ừ. Nhưng mà tiếc quá, hai con, ba con ngửa bụng rồi. Thì có mỗi một con còn sống thôi. Mà ông lại múc cái nước của con cá này ông tắm luôn à? À, anh này nó chụp được à? Vâng, cái này chụp được dưới nước mà. Ông lại múc nước của con cá ông tắm luôn à? Vâng. Ông tên là gì ạ? Hả? Ông tên là gì? Tránh. Ông Tránh à? Ừ. Thế bà tên là gì ạ? À. Bà tên là gì không? À, bà không biết nói tiếng Kinh à? À. Phạm Thị Tệt à? À. Ôi, áo của bà đây là áo đi lao động thôi chứ đúng không? Rách hết rồi. À, đây, những người dạo thì luôn luôn có một cái yếm ở cổ như này này. Đó, đấy là cái rất là đặc trưng mà khi mà nhìn phát là chúng ta có thể nhận ra luôn. Người dạo cũng là một nhánh tên gọi khác của người dao thôi. Bà ơi, con gửi bà gói kẹo bà ăn cho đỡ buồn nhá. Vâng, bà đi lao động về bà ăn tí ngọt cho nó vui mồm nhá. Vâng. Rồi, ông không chưa? Đi, nào, ông đưa con đi đi. Đấy, ông cứ để cái đấy ở cổ nhá, không rơi được đâu. Rồi. Ông có cái điệu cười rất là... Bây giờ phải... sảng khoái luôn. Lấy cái nón nữa. Vâng, ông ấy lấy cái nón đi, hai ông con mình đội nón giống nhau chứ. Đấy. Ngày hôm nay tôi cũng ôi sẽ... Ôi trời, bố cũng có nón này thì không được đâu. À, đấy, con có nón này con cũng mới chịu được đấy bố ạ. Đây. Rồi, quyết định gọi nhau là bố con rồi. Có thể đấy là cái cách xưng hô thân mật của ông. Bố năm nay bao tuổi rồi? 63 rồi đấy. À, 63 à? Ừ. Vâng. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành một người dạo. Đi cùng bố. Bố tên là gì ấy nhỉ? Tránh, Tránh. À, bố Tránh rồi, quên đấy. Mất nãy vừa hỏi rồi. Bố có mấy người con đây? À, 4. 4 à? Ừ. À, lập gia đình hết chưa? Có hết rồi. À, đầy đủ hết rồi à? Ừ. Thế là bố hành nghề ngư dân đây bao nhiêu năm rồi? Đây, ở đây á? Vâng. Ủ ở đây thì hơn chục năm rồi đấy. Làm nghề chạy lưới hơn chục năm rồi à? Đấy. Vâng. Nhưng đợt này sao nước sông Đà xuống thấp thế nhỉ? Bây giờ nhưng mà cũng biết thế nào, năm nay nó cạn xuống nhiều thế, năm ngoái nó đến chú đá này là lên rồi mà. À, năm nay là cạn kỷ lục luôn đấy ạ. À? Đây. À, cạn nhất trong tất cả các năm đấy. Đây. Thế nhưng mà khi mà nước sông cạn này thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng cá cũng như là số lượng cá không ông? Dùi là tháng 3 là chết một đợt. À, bây giờ thì cũng khó bắt được cá hơn à? Đấy. Không nhiều như trước nữa đúng không? Cũng nhiều nhưng mà nó hơi khó bắt một tí. À, thì hơi khó bắt thôi. Đấy. Còn cá vẫn là nhiều đúng không? Đấy. À. Ôi, cái đường xuống bến đỏ của bố Tránh cũng rất là khó đi. Khó đi. Trơn nhỉ. Thế bố định bao giờ nghỉ nghề đánh bắt cá đây? Bao giờ nghỉ hưu? Ôi giời, không biết được. Không biết được. Phải lúc nào đi được thì đi thôi. À. Lúc nào cũng đi được là nghỉ thôi. À. Chứ không có khái niệm nghỉ hưu đâu đúng không? Đấy. À. Đang làm ao này chưa có thời gian phát. Phát xong thì bố phải đào một tí mới đi được. Đúng rồi, bố phải đào ít bậc thang đi nó mới trơn. Bây giờ nhưng mà nó trơn quá. Vâng. Đây nó ngoái mình... nó đào thành cái này. Vâng. Nhưng mà nó năm nay chưa đào. Bây giờ bố cũng tuổi già rồi, đi lại phải cẩn thận chứ nhỉ. Đây. Ôi, trượt chân mà phát lại đau xương đau khớp ngay ấy mà. À.
Khúc sông này đẹp quá. Bình thường nước nó xanh hơn không hả bố, hay là nó như này thôi? Ui rồi đây, năm ngoái đến chỗ đây này. À, năm ngoái lên tận đây cơ. Đây. Ồ. Năm ngoái thì chỉ có xuống đến đây thôi. Vâng. Rồi, năm nay mọi người thấy cái dấu hiệu của cạn nước này. Đây. Nó đã rất là rõ rệt này, đá trơ hết cả chòi. Năm nay thì nó cạn. Vâng. Cạn này một phần do biến đổi lại khí hậu. Về sớt lại à? Một phần tôi nghĩ là có nhiều hệ thống nhà máy thủy điện. Nên là nước nó không được điều tiết nhiều nữa. Cứ hình như là năm nào thì mọi thứ nó lại càng cứ khó khăn đi ấy nhỉ? Đây. Mỗi năm nó lại càng khó khăn. Năm nay năm ngoái thì có xuống đến tận cái đá này thôi. À. Một ngày bố Tránh đi đánh cá mấy lần? Chiều tối. Tối mới đi ạ? Ừ. À. Sáng bùi. Sớm có đi không? Sáng phải là chiều đi, sáng sớm đi. À. Còn tầm này cá nó lặn hết rồi nhỉ? Đây. Trời buồn quá, cũng đi được mà phải đào thế này mới đi được. Cái bến đò nhỏ này, bến đò tự phát này khó đi quá. À, bên cạnh có một cái con tàu kiểm tra đường sông của lực lượng chức năng. Hành trình của tôi mới đang chỉ là cái con đường để sang được bên kia thôi, còn để leo được từ cái chân dốc này lên được cái bản Nậm Lốt ấy, còn cả một quãng đường dài nữa. Đây, anh vào trước. Vâng, để con vào trước nhá. Con cũng khá là căng thẳng ấy, đây. Hơi sợ sông nước một chút. Rồi. Rồi con ngồi hẳn vào trong này nhá. Vào. À. Trọng tải của con thuyền này được bao nhiêu người hả bố? Đi được chục người. Chục người cơ ạ? Ừ. Vâng. Máy rồi búa để trên đường này mà. Vâng. Rất nhiều những cái thiết bị để bố đi bắt cá. Thậm chí là có cả cần câu này. Đó. Cần câu lưới này. Đó. Thế thì là ví dụ một ngày ấy, bố đi bắt cá thì bắt được khoảng bao nhiêu con, không quy ra thì được bao nhiêu tiền? Năm nay thì được nhiều đấy, nhưng mà đông phi cũng được nhiều. À, là không bán được. Nhưng mà nếu mà quy ra tiền ấy, thì ví dụ một ngày thì ông bố sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bắt cá? Ngày có được thì hơn trăm. Ngày hơn trăm. Thế thôi. Ngày nào mà khá nhất thì được khoảng, ví dụ ngày nào mà bắt được một con cá lăng chẳng hạn thì sẽ được nhiều hơn đúng không? Đấy, được cá lăng một con thì khoảng chục cân thì phải 3-4 triệu. À, dạ. Thế bố bắt được bao nhiêu lần 3-4 triệu rồi? Cũng được nhiều lần rồi đấy. Là cũng kiếm được nhiều tiền từ dòng sông Đà rồi đúng không? Đây. Vâng. Rồi, mọi người nhìn này, cái mực nước nó xuống rất là nhiều này. Trơ trọi đá luôn. Bây giờ tôi đang bắt đầu đi ra giữa lòng sông rồi. Bố có biết cái bản Nậm Lốp đấy không? Nậm biết Lốp chứ. Biết à? Ừ. Trên đấy là bản của người gì? Bản Bèng Kê. Không, chứ là bản của người đồng bào dân tộc gì đấy ạ? À, cũng dân tộc Dạo thôi mà. À, cũng là Dạo ạ? Ừ. Vâng. À, nhưng mà những người ở trên bản đấy thì họ có xuống đây khai thác cái nguồn lợi ở dưới này không? Có chứ. Cũng có. Thì thấy có đường mà nhỉ? Đây. À. Thuận đi thuyền. Vâng. À, cái khu vực này thì là một cái biên giới tự nhiên giữa Lai Châu và Điện Biên nhỉ? Ừ. Và để sang được bản Nậm Lốp thì không có một cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất là đi những cái phương tiện qua sông như này thôi. Vì các bạn biết rằng là quanh đây nó không có một cây cầu nào để bắc giữa hai tỉnh với nhau nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Nên là bắt buộc chúng tôi phải sử dụng cái hình thức di chuyển này. Thế bố, ngoài cá lăng ra thì còn có cái loại cá gì mà đặc sản ở sông Đà nữa bố? Chỉ có là cá lăng thôi. Chỉ duy nhất cá lăng thôi. Đấy. À, loại cá mà có giá trị kinh tế cao chỉ nhất. Có thì cao nhất là cá lăng với cá chiên. Cá chiên. Hai loại. À, cá chiên với cá lăng. Đấy, hai loại mà. Hai bên bờ sông là rất nhiều những cái nương ngô, rồi là nương sắn của bà con. Ở đây chủ yếu là trồng ngô nhỉ? Đấy, sắn. Trồng ngô, trồng sắn. Thế còn gạo thì bố bán cá xong bố đi mua gạo à? Hay là... Làm sắn thôi. À. Một năm thì cũng phải được hơn chục triệu. À,
Ồ, oh, cái này nó bị hở nước này. Không, giờ bố đang đang nhấp này đấy, à, nhấp cao su. Tôi phải nó cung kín. Tát cái nước này nó không lát nữa là thành ngập nước trong này mất. À, thế người giao thì người dạo như bố đúng không? Đấy. Thì làm nghề trái lưới như này. Thế còn quanh đây cũng có cả đồng bào người Mông ấy, thì họ có đi bắt cá như này không? Người Mông không bắt. À. Chỉ có người dạo với người Thái thôi. À, người dạo với người Thái thì sẽ bắt cá nhiều hơn nhỉ? Bắt cá, bắt tôm. Nước này có tắm được không bố? Được chứ. À, nhưng mà khúc này sâu lắm nhỉ? Ồ, sâu lắm. Ôi, bố bảo sâu lắm. Nghĩa là nó rất là sâu. Cái này phải đây, ở dưới này thì cũng phải 50 mét đấy. 50 mét cả? Ừ. Ôi, sâu đấy. Bây giờ nhưng mà này, nó lớn đến chú cú thì cũng phải tầm gần trăm đấy. À, chỗ nào sâu phải tầm 100 mét cả? Đấy. Ôi, quá sâu. Cháu ở dưới kia thì cũng có cá đây nhiều, con cá nhiều đâu nhỉ? Cá à? Không, cũng có nhiều nhưng mà nó không ngon ấy. Thế à? Vâng, cá sông Đà chắc chắn là sẽ ngon hơn rồi. Đúng rồi, con sông Đà thì... Bởi vì mọi người biết rằng là kiểu sông Đà con, là con sông... gì cũng ngon hết. Vâng, sông Đà nó là một cái dòng sông rất là dữ, đây mới là một khúc sông lặng thôi. Còn có rất nhiều khúc nó dữ thì tự nhiên bọn cá thế nó cũng phải vận động năng, nhiều hơn. Cá năng thì... chục cân thì cân 600, 700. Con đấy như kiểu là vàng sông ấy nhỉ? Đây. Con đấy như kiểu một cục vàng đấy. Bắt được, coi như là bắt được cục vàng đấy. Ngày mai nếu mà trong trường hợp tối quá thì bố con mình thịt con cá lăng lúc nãy nhá. Và cũng được. Được không? Được. không thịt thì thịt gà. Được. Ngan cũng được rồi mà. Được. Đây cũng tạm gọi là một người lái đò sông Đà. Tôi thấy bố rất là hào sảng, rất là sảng khoái. Một người đàn ông dân tộc Dạo. Thế ngày xưa bố học cái lớp mấy? Bố chỉ có thì lúc thì học tí vỡ lòng thì là thôi mà. À, ngày xưa chỉ học vỡ lòng thôi. Chạy đúng rồi. Cuối cùng thì hai bố con chúng tôi cũng đã cập bến rồi. Ha. Cái bến bên này thì trông nó cũng rất là trơn đấy. Ngáo tại vì là nước sông nó hạ xuống nhiều quá. Chứ bình thường thì bến nó ở cao hơn thì sẽ dễ hơn. Bố ơi bố. Hả? Lúc nãy bố bảo con là đi hết bao nhiêu tiền nhỉ? Một mình con bao tiền? À bố. Mỗi người 20. À, một người 20 à? Ừ. À, thế là chuyến này là bố thu được 20 đúng không? Đấy mọi người thấy không? Trèo mỏi hết cả tay mà một quãng đường khá là dài mà. À, bố cũng chỉ thu của tôi 20 thôi. Có thể đấy là giá hữu nghị của bố chăng. Nhưng mà thôi, tôi thì tôi cũng rất quý. Nên là tôi sẽ cho bố một cái niềm vui nhỏ nhỏ, cái bất ngờ nhỏ. Bố ơi, con gửi bố nhá. Ôi dồi, nhiều thế. Ít mà. Chúc bố sức khỏe nhá. Hy vọng là lần sau con lên đây gặp thì bố vẫn còn khỏe nhá. À không, nhưng mà kiểu gì tối cũng phải ăn cơm với bố rồi. Vâng. Thế con cảm ơn bố nhá, con phải đi luôn cho nó đỡ nắng đây. Thế thì con tối về vào bố nhá. Vâng, tối ăn một con cá rán thôi cũng được. Thế bố nhá, con đi nhá. Vâng. Xác định đi bộ rồi. Ba chiếc xe máy này chắc chắn là mọi người đang đi làm việc ở đâu đó rồi. Hoặc là đang đi bắt cá rồi. Không thể nào mượn được. Chú ơi, chú có xe máy không? Dạ? Không có à? À, cháu đi lên trên Nậm Lốt. Vâng. Có xe máy đi thì tốt quá, đi bộ mệt quá. Đúng rồi, đi bộ nó mệt. Đúng rồi. Dạ? Chờ con cháu chưa về. À, chưa có con cháu về nên không có xe đúng không? Ông không biết lái xe. À, ông lại không biết lái xe à? Vâng. Ông chuẩn bị đi làm gì đấy ạ? Đi trồng cái quả đu đủ. À, đi trồng quả đu đủ à? Vâng, con chào ông nhá.
Ở bên này còn rất nhiều những cái giỏ để đi thả lươn này. Bên cạnh bờ sông tôi thấy một cái chòi nhỏ nhỏ. Hình như đây sẽ là chòi cũng là của một ngư dân thì phải. Cứ thử vào chơi đã nhá. Vì tôi vừa nhớ đến ông chú là gọi xe máy đón mình rồi. Từ nắng này mình cũng không thể nào có sức để đi bộ được nữa, quá mệt. À, chào chú ạ. Vâng. Chú, ui, chú là cái này là lãn để chú đi bắt cá à? Vâng. Hôm nay bắt được nhiều không? Không. Có làm lãn đấy làm nương mà. À, lãn làm nương đấy à? Vâng. Không phải lãn đi bắt cá à? Vâng. Chú là người Mông hay người Dạo? Người Dạo. Người Dạo à? Vâng. Cháu lại cứ tưởng chú ở đây để điều khiển cái hệ thống bè thuyền ở dưới cơ. Không. Không phải à? Không. Chú đi làm nương thôi đúng không? À. Ở đây là làm nương một đám đấy đi trên chia hai đám mà. Dạ vâng. Hôm mới đi làm mới đi làm về tới đi cùng quay sán về cho gà. À dạ vâng. Cháu lại tưởng là chú đi bắt cá. À, cháu chào chú nhá. Vâng. Một cái chòi nhỏ nhỏ để đi làm lán nương của ông chú. Cháu lên lên bản á? Vâng, cháu lên bản Nậm Lốp ơi. Ôi dồi, từ xa thế. Xa nhở? Ừ. Đang chờ xe máy. Không thể đi bộ nổi nữa rồi. Nắng quá. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng mà tôi vẫn chưa thuyết phục được một người dân ở đây đưa mình đi. Nhưng mà hồi thì tôi đã tới một cái khu làng nhỏ nhỏ. Một cái kiểu sinh sống rất là khác so với những cái vùng đất mà tôi từng đi làm lán để có nơi ở. Nơi ở đấy thì chính là nơi mà gần nương, gần ruộng, gần chuồng bò, chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu, và sẽ là nơi để làm kinh tế. Có một cái nhà to thì là để ở thôi. Đây là nhịt này thôi nhá, cứ tưởng là nhà nhưng mà không phải đâu, tất cả nó chỉ là lán thôi. Mình mà không biết thì mình lại nghĩ đây rằng là một vùng đất vô cùng nghèo, vô cùng khó khăn thì không đúng. Đây nhìn là lán thôi. Con chào ông ạ. Ông đang làm gì đấy? Đang gõ trứng hỏng. À, quả trứng nó bị ung à? Cái này là lán hay là nhà ở ông? Lán. Lán đúng không? Dạ. Vâng ạ. Cháu dạ. Dạ. Cháu đi lên trên Nậm Lốt. Vâng. Thế ông gõ trứng đi. Cháu chào ông ạ. Vâng. Cháu lên Nậm Lốt cơ. Bây giờ lên Nậm Lốt. Tôi vẫn luôn trầm trồ và khá là bất ngờ và thích thú với những cái ngôi nhà lán. Là một cái ngôi nhà phụ nhưng nó lại không khác gì một cái ngôi nhà thật. Sắn bắt đầu cao rồi. Có thể đây chính là cái con đường duy nhất để những người dân ở trên ngôi làng phía trên quả núi này họ đi xuống đây để khai thác nguồn lợi ở con sông Đà. Đi đâu đấy anh ơi? Đi đâu đây? À, nắng quá. Đi đâu cho em đi nhờ với. À, anh có phải là người mà ông chú nhờ để xuống đón người không? Đúng rồi. Ôi, bởi vì em không có cách nào liên lạc thì em cứ một mình đi bộ lên đấy. Anh là người trên Nậm Lốt luôn à? À, đấy rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được người cần gặp. Đi. Con đường xấu nhỉ? Con đường xấu quá. Xấu. Đường này là chủ yếu bà con đi bắt cá thôi đúng không? Ờ, đi làm ăn cũng đi con đường này đấy. À, đi làm ăn hả? Ờ. Đi làm ăn là đi đâu anh? Đi làm... thành phố á? Nương thật thứ đây. À. Đi làm nương trồng chắn, trồng gì ấy. À, đi làm nương. Ờ. Đường này nó đào mà tay từ tay đào ấy. Vâng. Khó quá. Toàn đá này. cái bố tạ mà đập đấy. Bố tạ mà đập nhỉ. Không có cái gì làm thì
lấy đốt của lấy củi đốt xong lại bố tạm đập. À, lấy củi đốt đá cho nó nứt ra xong rồi bố đập. Đấy, để mở được không? Xong lại lấy đất mà lấp đi thôi. Vâng. Khổ quá. Ngày xưa làm gì là xe máy xuống được đến biển sông đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa phải đi bộ mà. Đi bộ lên đấy. Mà ngày xưa to như này chứ. Ngày xưa thì đi bộ lên còn lên dốc đấy. Vâng. Điều kiện được bên xã giúp được mấy đoạn bê tông ở trên kia chưa đến. Khổ thế. Đéo đi được nhỉ. Còn là cổ đế đi đường này. Cổ thật. Cổ thật nhá. Họ cũng không nghĩ đến được cái đoạn bê tông nhỏ nhỏ. Cái này là xã đầu tư à? Đấy, đã đầu tư cho đoạn. Đã đầu tư được một xíu nhỉ? Ừ. Một đoạn khá là rộng. Đấy, bắt đầu xuống, xong lại lên là lên bản. Bản làng của những người dạo ở khu vực La Châu cũng rất là gian nan. À, nó là huyện gì nhỉ? Em lại quên mất. Huyện Sìn Hồ, đúng rồi. Sìn Hồ, La Châu. Đấy, đến bản rồi. Đây rồi. Bạn đã hiện ra trước mắt rồi. Ở đây có bao nhiêu hộ gia đình ấy? 75 rồi. À, 75 hộ gia đình cả. Kinh tế chủ yếu thì mọi người làm những cái giống cây gì ạ? Vâng. Đây. Hả? Kinh tế chủ yếu là trồng cây gì ấy? Chủ yếu bây giờ đang trồng sắn đây. À, trồng sắn ạ? Ừ. Sắn với ngô thôi đúng không? Vâng. Ngô trồng ít thôi, trồng toàn là trồng sắn. Chủ yếu là sắn à? Ừ. À, thế đoạn bê tông rồi đây. Được một đoạn. Nói chung là những cái ngôi làng hay là những cái xã sống dọc cái dòng sông Đà thì đều là những xã mà có cái địa hình cũng rất là phức tạp đúng không anh? Toàn là đồi núi khá là cao. Và hầu như là đường đi lại cũng đều là những con đường khá là nhỏ mà rất khó để đi lại. Đường lại không đến bến đây. Vâng. Đấy, cũng không có đấy, đường để đi tới được bến. Thuyền bến đỏ người ăn nhá anh nhỉ. Ừ. Nhà đẹp nhỉ. Anh đấy. Nhà đẹp thế. Trời nhỉ, nhỉ đây trước nhỉ. Nhỉ quán thôi nhỉ. Vâng, nhỉ quán được làm ở chai nước đã khát nước quá. Bên trong này cũng rất là rộng lớn này. Đây là một ngôi trường học, điểm trường đúng không anh? Vâng. Ô, bên này các cháu đang làm gì đây? Nó đang học. À, đang học à? Ừ. À, rất nhiều những bạn thiếu nhi đang học múa trong nhà. Ở trên này âm nhạc tưng bừng đấy nhở. Đấy, quán ở đâu anh? Đây. À, quán đây à? À, quán nhà anh nhỉ? À. Thầy nị trực chiếc đã rồi mình. Tôi phải vào nhà của ông anh ngồi nghỉ một chút đã. Mệt quá rồi. Chào chị nhá. Chào mọi người nhá. Thôi ngồi đi. Anh có nước mát không? Trong tủ có đúng không? Là bây giờ tôi mới có thời gian để đi khám phá ngôi làng này. Và ông anh này cũng là một ông anh rất là dễ thương. Anh ơi, đây có phải là đang hát karaoke không? Đúng rồi. Hát karaoke à? Ừ. À, có vào xem được không? Đi vào xem được mà. À. Nhưng mà đây là hát tiếng gì đấy? Để hát tiếng chúa. Tiếng gì? Không biết tiếng gì mình cũng không hiểu được. Tiếng chúa. Chúa hay là chúa? Nó theo chúa đấy. Theo đạo ấy hả? Vâng. À, thế là mọi người đang hát nhạc đạo vâng, đấy à? Vâng. Có vào xem được không? Đi được mà. À. Mình cứ tưởng là hát karaoke cơ. Hóa ra là mọi người đang tập đấy, hát nhỉ? Đông người đấy. Dạ? Rất đông người đấy. Đông à? Có vào không? Có sợ không? Không sợ đâu. Thế à? Đi nhỉ? Quay phim được cái gì? Ừ. À, vâng. Thế thì thử xem một xíu đây. À, rất nhiều được thì người đi lên thôi. Tập trung ở đây để hát. Thử xem nào. Tại mạng nhổ cài để đâu yêu tài. À, em chào mọi người ạ. À, đây mọi người đang tập hát đây này. Đi vào đi. Vâng. Chào các chị ạ. À, đây mọi người theo đạo Thiên Chúa đấy à anh. À, đang thờ Chúa Giêsu đấy ạ. À? À, đang tập hát. Và những người đạo ở đây chào chú ạ.
Vâng. Cháu xin phép theo vâng. Hát hát Chúa thì em mình có biết không? Cháu thì cháu không theo Chúa nhưng mà cháu thấy mọi người hát cháu lên xem một xíu. Vâng. Chụp thời bác. Vâng, thế mọi người cứ hát đi ạ. Không cần để ý đến cháu đâu. À, ở đây thì không có nhà thờ nhỉ. Đây không có nhà thờ đúng không? Đang làm à? À đang xây à? Vâng. Nhà gỗ thôi. Vâng. Cũng làm nhà bằng gỗ thế ạ? Vâng. Chưa xong. Vâng, nên bây giờ thì chưa có nhà thờ thì mọi người sẽ sinh hoạt trên một ngôi nhà sàn như này nhỉ. Và đang hát những bài hát về đạo thì phải. Rất là hay chứ. Anh có biết hát không? Không. Thế à? Anh có theo đạo không? Theo đó, không biết hát đâu. À, theo nhưng chưa biết hát à? Vâng. Không hỏi thì mình nghĩ rằng đây sẽ là những cái giai điệu bài hát của người dân tộc Dạo thôi, những bài hát truyền thống thôi. Nhưng mà đây là không phải như vậy, đây là những bài hát của... Bài hát nó không phải người Dạo mà. À, đây không phải là tiếng Dạo nữa đúng không? Vâng. Đó, có lẽ là đi, anh em mình xuống đi nhỉ? Để tìm hiểu qua một xíu thôi. Không muốn làm phiền đến cái không gian hành lễ, hành đạo, học hát của mọi người. Thì quay em tí xem. À. Ôi, bà. Đang bà lên đi ạ. À? Bà cụ ôi bà không còn cái răng nào rồi à. À. Chắc là bà cũng là một người theo đạo Thiên Chúa. Vâng, vâng, bà lên đi ạ. À? Bây giờ bà cũng lên sinh hoạt với tất cả mọi người trên này. Tôi cũng không biết nói như nào vì tôi cũng khá là bất ngờ ấy. Vì ở một cái vùng mà đi lại khó khăn này thì cũng có rất nhiều những cái người đồng bào dân tộc vùng cao họ đi theo đạo. Em cũng là người Dạo đấy à? Vâng. Nhà em ở đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 16. 16 à? Còn đi học không? À, thế trường của em cách đây xa không? 20 cây. Bao nhiêu? Tầm 9 cây. 9 cây á? Vâng. Này anh thấy bên kia có nhà thờ ấy, anh đưa anh đi xem được không? Nhá. Tại em cũng không theo. Thì đi một xíu thôi, gọi là có người đi cùng thôi. Dạ. Em tên là gì? Đang Niệm. Niệm á? Vâng. À, khá là bất ngờ khi mà ở trên này, khi mà ở một cái khu vực rất là cao và xa nhưng lại có rất nhiều người đồng bào Dạo đi theo Chúa Giêsu, thờ Chúa. Và một cô bé 16 tuổi cũng rất là xinh xắn, Niệm nhỉ? Vâng. Niệm cũng theo đạo đúng không? Cả gia đình đúng không? Không. À? Không theo. Không theo à? Vâng. Em không theo à? Vâng. Ở phía bên trên nhà thì mọi người vẫn đang sinh hoạt. Mình khẽ khẽ đi vào trong thôi. Đi, cái này mà. Này mà. Bên này như lời ông chú vừa nãy nói thì cũng là một ngôi nhà thờ nhưng mà chỉ làm bằng gỗ thôi. Cũng chưa có một cái hạng mục nào hoàn thành cả, mới chỉ lên được cái khung nhà thôi. Đó. Thì sau này sẽ tất cả mọi sinh hoạt sẽ ở đây đúng không em? Vâng. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn làm thôi. Mình nhìn trên cao thì mình tưởng là ở trong đã có một vài công trình. À, chưa có tiền à? Vâng. Đang chờ tiền. Vâng. Tiền thì mọi người sẽ đóng góp đúng không? Vâng, mọi người đóng góp làm. Thế Niệm thì sẽ chuẩn bị làm gì tiếp theo? Cũng chưa biết anh ạ. Thế hay đưa anh đi ngược lại bên trong làng được không? Được ạ. Nhá. Vâng. Ok. May quá lại gặp được cô bé rất là xinh xắn này. Em là 16 nhỉ? Vâng. Đang học lớp 10 à? Tại em học muộn, giờ mới học lớp 8 anh ạ. À, em bị học muộn hơn à? Vâng. Thế là em là to đầu nhất lớp. Đúng không?
Nhưng mà lý do gì mà lại học muộn như vậy? Tại lúc học mẫu giáo em học lâu quá. À, thế là bây giờ 16 tuổi mới học lớp 8 thôi. Vâng. Chứ không phải là học kém lên lúc đâu gì. Vâng. Anh ở đâu đấy? Anh Hà Nội cơ, xa lắm. Anh vừa phải trèo một con đường rất là xa để lên đến đây. Thế lý do gì mà em lại không theo đạo giống như mọi người ở đây? Cũng không muốn theo ấy anh. Không muốn theo á? Vâng. Gia đình cũng không theo đúng không? Vâng. Thì ở ngôi làng này thì tất cả mọi người theo hay là chỉ khoảng bao nhiêu phần trăm anh biết không? Cũng không biết anh ạ. À, nói chung là gia đình mình từ xưa là không theo rồi đúng không? Vâng. Ừ. Làng còn nhiều con gái xinh như em không? Có. Nhiều lắm hả? Có, nhưng mà đi làm hết rồi anh. Đi làm ở đâu? Bắc Ninh, Hải Dương. Thế à? Vâng. Nhưng mà có học hết lớp 12 không hay là cứ... Mới học xong lớp 9. Lớp 9 rồi? Vâng. Là bắt đầu đi ra ngoài làm thuê rồi. Vâng. Ừ. Trong ngôi làng thì có một cái điều mà mình cũng thấy giống như một ngôi làng của cái dạng mình đã từng tới, đó là họ làm nhà rất là san sát nhau. Có ngôi nhà còn đang làm bằng mái cỏ ranh này. Chào anh nhá. Chào em nhá. Ngôi làng thì tôi thấy xung quanh rất là gọn gàng, đường xá khá là to, nhà cửa thì hầu như toàn là nhà mặt đường, hầu hết là những ngôi nhà mặt đường. Chào các chú ạ, chào các anh ạ. Mọi người đang ngồi nghỉ phải. Đang làm gì đấy chị? Làm cái để cái thóc này. Ô, làm như nào đấy ạ? Đấy. Không phải rồi. Chị làm từ cái gì đấy? À, cái nhôm đó. À, từ cái móc áo đấy à? Ừ. À, chị làm cái châm cài tóc à? Ừ. Ôi. Chị ấy ngồi chị ấy tự vót luôn này, một cái châm cài tóc này. Rất là hay. Ủi nhọn thế nhở? Ừ, nhọn lắm đấy. Nguy hiểm lắm chị ạ. Cái này có phải là một vũ khí tự vệ của con gái không? Dù chị mà bị làm sao chị cầm này chị tự vệ ấy. Phải không? Không sao đâu. À không. Chưa, phải à? Không phải đâu. À. Chỉ là mình để cái tóc này mà, chỉ là mình dùng quen này nó không sao. À chỉ là để cài tóc thôi đúng không? Cái này bị đau người đấy. Đấy thì ai làm gì hại chị thì chị cầm cái đấy chị xiên. Dám? Không dám. Cái này là sâu rồi đấy, chết người đấy. Đấy nguy hiểm. Các em bé này được nghỉ hè hết rồi đúng không? Ừ. Các em bé này có được đi học hết không ạ? Dạ. À chị. Thế các cháu được đi học hết không? Được nhạc hết hả anh? Cái nón đẹp nhờ, đứa nắng cơ. Em cũng là người dạo mà. Dạ. Giống không? Ở đâu đấy? Em mua thôi, em mua của người ta. Đẹp không? Nó này đẹp nhờ. Không, cái này vừa rồi, to quá, mặt em nó bé. Vâng, em thích cái nón này lắm. Thế mấy đứa được đi học hết không? Ôi, chạy hết rồi. Sợ chạy hết rồi. Đi ăn kẹo không? Đi ăn kẹo không? Ở đâu có quán nào đi mua kẹo đi. Đi, tất cả đi đi. Đi, đi hết đi. Đi chú mua kẹo này. Có kem không? Có kem không? Có bao nhiêu thiếu nhi gọi hết ra đây. Đi. Nào cún, đi. Đi. Đi nào. Đi. Đi trước đi, dẫn đường cho chú. Đi dẫn đường cho chú đi. Mùa hè rồi các cháu được nghỉ hè nên là ở nhà rất là đông. Đi. Đi ăn kem đây. Có quán không đây em? Có. À. Nói chung là mình có một cái cảm nhận là cộng đồng người Dạo ở trên này thì họ cũng sống rất là vui vẻ, đoàn kết đấy. Mọi người cũng rất là thân thiện đấy nhỉ? Vâng. Người lạ vào đây có bị làm sao bao giờ chưa? Không. Người trai lạ vào đây tán gái thì có bị làm sao? Cũng không anh ạ. Cũng không à? Vâng. Đâu quán đâu? Quán này à? Đâu, đâu? Đưa đi, chỉ đường cho chú đi. Nào. những cái nét kiến trúc của những ngôi nhà sàn đây thì cũng rất là đẹp, rộng, to và có một cái gì đấy nó rất là khiến mình có cảm xúc ấy. Vẫn chưa tới quán à? Sao quán vòng vèo thế? Tới chưa? Ủi đây nhiều thiếu nữ thế.
Chào cô ạ. Chào các chị nha. Chào các thiếu nữ nha. Mới che mặt đi đây. Con gái người Dạo rất là xinh. Đâu quán đâu, vào lấy đi. Vào lấy đi, ăn gì, ăn kem hay ăn kẹo? Ăn kẹo. Ăn kẹo á? Đi vào đây chú mua cho, đi. Đấy rồi, tôi đã lấy được một túi bim bim rất là to. Nào, chỗ này có đủ ăn không? Đủ ăn không? Đủ không? Này rồi. Chị ơi, tính tiền cho em chỗ này với. Này, mời các bạn nhỏ ngày quốc tế thiếu nhi nhá. Ok không? Ờ nhá, ok không? Đó, đứng lại đây ăn nào. Đừng có sợ. Của em bao nhiêu? 200 à? Anh nhiều chị. Chia nhau nhá. Ở đây bà chia cho, để bà chia cho dễ. Không phải tranh nhau đấy. Rồi. Chắc là chỗ này chưa tập trung được hết trẻ con đâu, nhưng mà tôi cũng gặp bạn nào thì mời bạn đấy thôi. À, cho con này. Nhút nhát đấy. Chúc các bạn ngon miệng nhá. Em học lớp 8 còn là thiếu nhi không? Có. Em vẫn là thiếu nhi à? Vâng. À. Này, chia cho chị này với. Chia cho chị này với. Thôi nhỉ, thôi không, em thiếu nhi gì nữa nhỉ. Đi, anh em mình đi tiếp đi. Bạn nhìn hàng. À. Thôi, mỗi đứa. Đứa nào nhanh tay thì được 4 túi à? Ôi, sao lại đập vào đầu nhau đấy hả? Ôi, 3 túi à? Ở đây thì anh thấy rất là nhiều thanh niên ở nhà ấy, thì họ lại không đi làm ăn xa giống như các cô gái à? Không. Vì sao? Cũng không biết anh ạ. Em cũng không biết à? Vâng. Thế em thì sẽ nghĩ là mình sẽ học hết lớp mấy? Chắc khoảng lớp 9. Sao lại học ít thế? Tại bố mẹ cũng không cho học với anh. À, bố mẹ chỉ cho học hết lớp 9 à? Vâng. Thế sau lớp 9 thì em sẽ làm gì? Chắc ở nhà. Ở nhà. Hoặc đi làm. Đi làm à? Vâng. Hay ở nhà lấy chồng à? Không. Ở đây con gái có lấy chồng sớm không? Có. Bao nhiêu tuổi? Tầm 16, 17 anh. 16, 17 lấy nữa. Ừ. Vâng. À, thì anh nghĩ em cũng sẽ là tầm đấy đấy nhá. Nghỉ lắm. Mình học hết lớp 9, học xong thì đâu có đi làm gì nữa đâu, đúng không? Chắc cũng đi làm anh. Ờ. Thôi đừng có lấy chồng sớm nhá. Vâng. Ờ, đi làm kiếm tiền đã. Ôi, đây là một ngôi nhà vô cùng đẹp này. Hầu như là những ngôi nhà trong này đều là những ngôi nhà rất là kiên cố. Có những ngôi nhà thì mới làm thì hiện đại hơn. Những cái ngôi nhà cổ hơn thì cũng rất là đẹp. Ô, hết làng rồi à? Vâng. Hết chưa? Còn trên có 2 nhà nữa anh. À, 2 nhà nữa kìa. Vâng. Ôi, thôi được rồi, đi quay lại đi. Quay lại đi, nắng quá. À, đây là một ngôi làng cũng, tôi cũng không biết nói như nào, nhưng mà nó cũng vừa phải, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Có khoảng 80 hộ dân đúng không nhỉ? Ừ, và là một ngôi làng vô cùng là... một ngôi làng rất là sạch sẽ, gọn gàng ấy. Mình không nghĩ rằng là ở những cái vùng đất xa xôi như này, những vùng đất mà cái đường đi lại khó khăn như này mà mọi người lại làm được nhà cửa to đẹp như này. Thậm chí là họ sống rất là tập trung và có một cái nét gì đó rất là văn minh ấy, rất là cảm giác như là một cái thành phố ở trên cao ấy. Chỉ tiếc là cái thành phố này làm nhà bằng gỗ thôi, không phải là làm nhà bằng bê tông ấy. Nhưng mà gỗ thì chắc chắn là nó sẽ thân thiện hơn rất là nhiều với vật liệu bê tông rồi. Tôi đi ở bên trong ngôi làng thì không khí cũng rất là mát mẻ, dễ chịu. Cô ạ. Rồi về nhà em nhá. Về nhà em vâng. Được không? Ừ. Được ạ. Xem vào ngôi nhà của người Dạo ở trên này xem có cái điều gì đặc biệt không. Sao ai mà anh ngửi ấy, thân thiện đấy. Vâng, ngoan nhỉ. Các bạn thấy ngon không? Có. À, thế có biết nói cảm ơn chưa? Đi học ấy. Cô giáo dạy nói cảm ơn chưa? Dạ, dạ. Lần này có nhục bách cảm ơn. Nào, đứa
Khó à? Thế nói như nào? Nói như nào nào? Cháu cảm ơn. Có nhưng lại không nói. Niệm ơi, cái vòng ở tay em ấy là bằng bạc à? Vâng. Đây này, cái vòng này này, bằng bạc đúng không? Đây. Vâng. Là con gái ai cũng đeo cái này à? Không. Thế thì cái này ai giàu mới có thể đeo đúng không? Không phải đâu, thích thì đeo thôi. À, thích thì đeo á? Vâng. Cái vòng này là có phải để kỷ niệm cho người yêu không? Không. Không à? Vâng. Không phải là vòng để xác định đây là người có người yêu đúng không? Không. À, chỉ là một cái món đồ trang sức thôi. Vâng. Thế cái đấy các bạn có hay đeo nhiều không hay là... Cũng không đeo nhiều đâu. Ừ. Tóm lại là ai có tiền mua thì mới đeo được đúng không? Nhà em có tiền mua mới đeo được đúng không? Không, nhà em nghèo. Đây nhà em đúng không? Vâng. À thôi đúng rồi. Ông anh mà lúc nãy đón tôi chính là bố của Niệm rồi đúng không? Vâng. Vừa đi qua này đúng không? À thế là hôm nay duyên số gặp được cả bố lẫn con này. Đây anh thấy là cái bộ trang phục màu đen đen đấy, trang phục truyền thống ấy, thì chủ yếu là phụ nữ mặc à? Vâng. Như con gái tụi em thì có mặc không? Có. Có, em có một cái bộ như vậy không? Có nhưng mà không. Không mặc à? Không. Hay là như nào, hay là nóng quá không thích mặc? Nóng. Nóng á? Vâng. Các bạn à, gái thì thích mặc những cái đồ hiện đại hơn. À, nhà mình đây rồi đúng không? Sao mà cười? Có gì đâu mà cười. Nhà bừa bộn quá. Nhà bừa bộn là do em chứ. Em còn kêu gì nữa, em là con gái mà. Tại nãy đi nương về chưa kịp dọn ấy anh. À em đi nương về à? Vâng. Sao đi nương mà ăn mặc đẹp thế này? Mới tắm xong. À mới tắm xong. Thế bình thường ví dụ như người dạo ấy, khách lên nhà thì sẽ làm như thế nào? Mời ngồi hay mời nước hay là như thế nào? Cũng mời ngồi anh ạ. Hay là chỉ cười cười thôi? Thấy cứ cười cười. Không biết đấy có phải là cái cách để tiếp khách không? Chắc là ngại thôi đúng không? Mời anh ngồi ạ. À ok. Bên ngoài này có hai cầu thang à? Vâng. Nhà hay nhở? Cầu thang. Thế còn cái ngoài này thì là gì em? Cũng chỉ là một cái ban công à? Vâng. Gọi là ban công ấy, một cái hành lang nho nhỏ. Thế bình thường thì cái chỗ này sẽ để làm những việc gì? Cũng không để làm gì anh ạ. À để đứng ra đường ngắm cảnh à? Vâng. À, nói chung là công năng của một ngôi nhà thì cũng rất là hay. Khi mà đứng ở đây thì rất là mát. Nào thế bình thường khách đến thì sẽ được ngồi ở đâu? Cũng không biết, chủ yếu là cũng ngồi ở đây thôi anh ạ. Cô gái người dạo tôi từng gặp hầu như cái câu cửa miệng là không biết thì phải. Thế như em thì được học sinh gì? Chắc cũng học sinh cá hoặc học sinh trung bình. Trung bình hả? Vâng. Ơ tưởng to đầu nhất thì phải là học sinh giỏi chứ. Hả? Cũng học ngu. Ôi trời ơi, sao lại học ngu. Thế anh nha, đi nhá. Vâng. Cảm ơn Niệm nhá. Không có gì anh. Khách đến thì khách về thì sẽ xuống tận cầu thang để tiễn khách à? Vâng. À thế ạ. Ngày hôm nay khi mà đến với ngôi làng Nậm Đốt thì mình cũng có rất nhiều những cái điều bất ngờ. Và có lẽ cái điều bất ngờ nhất chính là hình ảnh những người phụ nữ người dạo. Những người phụ nữ người dạo họ cùng nhau ngồi ở trong một cái ngôi nhà và cùng nhau học những bài hát về Chúa. Trong tưởng tượng của mình, trong suy nghĩ của mình thì có lẽ sẽ là một cái ngôi làng còn khá là hoang vu lạc hậu cơ. Nhưng mà thực sự là khi mà nhìn thấy nhà cửa rồi lối xóm, rồi hàng xóm, rồi tất cả mọi người thì thấy rằng đây là một ngôi làng rất là văn minh, rất là tiến bộ. Và có lẽ là cũng là một ngôi làng mà có cái điều kiện sống rất là tốt. Tôi cũng không dám nhận định gì cả, nhưng có lẽ cũng là một ngôi làng giàu, làng giàu có. Nhà anh nhờ, đúng không? Có phải làng anh là một ngôi làng giàu có không? Đúng à? Đó. Đó. Sau một khoảng đi thuyền máy trở về, tôi đã quay trở lại cái khu kinh tế, đặc khu kinh tế của bố. Bố ơi! Bố! Chắc con đi về đây. Con không ăn cá được với bố nữa đâu. Bố chưa đi đánh cá à? Chưa. Mấy giờ mới đi? À hôm nay bố nghỉ à? Bố phải làm cái cho nó xong. À bố làm cho nó xong à? Thôi bố giữ gìn sức khỏe nhá. Và thế thì cảm ơn cháu nhá. Vâng, hôm nào có dịp thì lên thăm bố sau nhá. Vâng. Vâng.
Thắp núi nhá. Dạ, thế lần sau nuôi con cá lăng bạch tạng kia thật to lên nhá. Thật to vào. Thật to xong bố con mình gặp nhau nhá. Vâng, vâng. Vâng, thì bây giờ con đi về đây. Vâng. Vâng, con chào bố nhá. Vâng, vâng. Dạ. Một ông chú, tôi cũng chả biết là gọi ông chú hay là ông nữa vì thấy tóc bạc rồi. Mà thấy chú xưng bằng bố mình cũng thấy rất là xúc động. Nên là có lẽ là nếu mà có một dịp đặc biệt ở đây mình sẽ quay lại đây chơi với ông bố này một lúc. Còn bây giờ thì có lẽ là cái chuyến hành trình này của Trạo thì Trạo cũng sẽ phép được dừng chân tại đây thôi. Hôm nay thực sự là bị đuối nắng và rất là mệt rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trạo Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên những chuyến hành trình tiếp theo.